khi tình yêu bắt đầu là bao ước mơ viết nên câu chuyện đôi uyên ương lứa giữa khu vườn ngập tràn hoa đăng sớm mai. Những thời gian mãi trôi có hai ngày mình chia hai lối, bước vội vàng lên con dốc cuộc đời ngờ đâu trái tim chơi vơi. Tìm về nơi người bên tôi làm sao xóa hết đi vết thương lòng, là nhân duyên ngang trái xót xa khiến tâm can lẽ chọn sai hay đúng lại cảm đau. Vì tình yêu chẳng nên hứa, một khi ta hứa ra có thể quên, còn người yêu thương ta vẫn nhớ cả một đời, đành buông tay giải thoát để lòng ta được bình yên. Siro, chơi nãy giờ vui không? Nè, yeah. Thường quá. Giờ bây giờ á, đi với ba đi đón mẹ nha. Ôi ba vô. Ôi, ôi giời, ôi. Trời, bài đâu, mấy bài đâu. Mẹ về kìa. Chị đó, mẹ về, hôn mẹ một cái. Đi vô nhà nha. Vô nhà nha, đi vô nè. Ê, ôi ấm quá, bài tiếp nè, bài tiếp nè. Bài đâu, bài đâu. Sau những dông bão không đáng có, chúng tôi đã trở về bên nhau. Một cuộc sống đơn giản, bình dị, không có những bon chen của bạc tiền danh vọng. Nơi chúng tôi sống chỉ có tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Không mong ước gì nhiều, chỉ cầu mong những tiếng cười cứ mãi rộn rã trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Ngôi nhà cũng không khác xưa lắm, nhưng có vẻ sơ sát hơn nhiều. Thiếu bàn tay phụ nữ có khác. Chị tìm người nhà trong nhà này hả? Dạ đúng rồi. Tôi bấm chuông nãy giờ mà chưa thấy ai ra mở cửa hết. Căn biệt thự này á, bây giờ là không ai ở hết á. Mà nghe nói cậu chủ dọn đi nơi khác rồi. Mà hình như nghe đang giao bán á. Dọn đi nơi khác sao? Đúng rồi. Vậy cậu có biết chủ nhà này dọn đi đâu không? Tôi có quen, chị giúp việc á, hay nhờ tôi á đi giao hàng giùm. Để tôi gọi cho. Sao lại có chuyện này? Căn biệt thự này ông Quân không bao giờ cho bán. Cảm ơn. Bà tìm ai vậy? Tôi tìm ông chủ nhà này, ông Phạm Quân. Bà tìm ông chủ? Bà là gì của ông chủ vậy? Cô là ai trong ngôi nhà này? Tôi là người giúp việc trong nhà. Vậy thì mở cửa cho tôi đi. Nhưng mà bà là ai mà kêu tôi mở cửa? Tôi là chủ ngôi nhà này, vợ của ông Phạm Quân. Bà là chủ nhà? Sao tôi biết được bà phải bà chủ không? Lỡ lừa đảo rồi sao? Cô ăn nói kiểu gì vậy? Kêu ông Quân ra đây. Chứ bà nói bà là bà chủ, vợ của ông chủ, mà bà không biết là ông chủ chết cách đây 3 năm rồi hả? Cô nói cái gì? Ông Quân mất rồi sao? Tại sao mất? Mất từ khi nào? Còn Vincent thì sao? Ông chủ bị bệnh, mất mấy năm trước rồi. Mà bà cũng biết còn Vincent nữa hả? Tôi đã nói tôi là chủ nhà này, ông Quân là chồng tôi. Đương nhiên tôi phải biết Vincent là ai chứ.
Chỉ có cô là không biết tôi thôi. Mở cửa đi. Biết cậu Vincent mà bà không biết cậu Vincent lấy vợ xong mới dọn ra ngoài ở luôn rồi. Lâu lâu mới về đây để thắp nhang thôi. Nhà có một mình tôi à, bà vô nhà làm chi? Tôi đã nói là mở cửa cho tôi. Nhà này là của tôi. Ông Quân là chồng tôi. Ở đâu ra mà người giúp việc không cho chủ nhà vô nhà vậy? Vậy thôi không ấy, bà đứng chờ xíu đi, để tôi gọi điện thoại kêu cậu chủ về nha. Bà đứng chờ chút đi. Alo, tôi nghe đây. Alo, cậu chủ hả? Cậu chủ về nhà, về cái biệt thự đi, về gấp. Dạ liền. Được rồi, tôi về liền. Dạ, tôi đang đứng ở ngoài cửa đợi cậu nha. Rồi, bà đứng ở ngoài chờ xíu nghe. Có chuyện gì mà về gấp vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc là có chuyện gấp, cho nên chị Nhàn mới kêu mình về liền. Tự nhiên em thấy lo quá à. Em đừng lo nữa, sóng gió đã qua rồi. Anh cứ như vậy, sao mà em không lo được? Toàn nói những điều người khác muốn nghe, trong khi ở ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái đang... Anh biết là em muốn nói cái gì, nhưng em cứ yên tâm. Anh không cần biết là ngoài kia có những ai, nhưng anh đã chọn em rồi thì chắc chắn anh có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Anh yêu em nhiều. Cô à. Dạ. Tôi đứng chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã nói với cô, tôi là chủ nhà, ông Quân là chồng tôi, Vincent nó là con trai tôi. Tôi cũng từ nước ngoài về, cho nên cô không biết tôi thì thôi. Tôi đã nói như vậy, sao để tôi đứng đây nãy giờ? Dù sao bà cũng chờ một tiếng đồng hồ rồi, chờ thêm chút xíu nữa đi. Chắc là cậu Vincent sắp về rồi đó. Ráng chút xíu nha bà. Sao mà lâu dữ vậy ta? Ê, cậu chú về rồi. À, bà né qua đây giùm. Mẹ, bây giờ hồi nào, là sao không nói cho con biết? Nhàn. Dạ. Tại sao không đưa mẹ tôi vô trong nghỉ ngơi? Chị đừng nói với tôi á, là để cho mẹ tôi đứng đây đợi tôi từ lúc chị gọi cho tôi nha. Dạ, tại tôi đâu biết là bà chủ thiệt đâu. Tôi đâu dám cho người lạ vô nhà. Chị đưa mẹ tôi vô nghỉ đi. À, đây là Dân, vợ của con. Con lấy vợ mà mẹ còn không biết. Coi ra con không coi mẹ ra gì được. Chuyện dài lắm. Bây giờ mẹ vô nghỉ ngơi đi. Rồi từ từ con kể cho mẹ nghe. Vậy đi. Dạ. Mời bà. Em nè, đừng lo lắng quá. Không có chuyện gì đâu. Con ở bên cạnh mà. Cô giúp việc. Bây giờ cô có thể cho tôi xin một ly nước lọc được không? Dạ được. Dạ, để con đi lấy cho mẹ. Thôi được rồi, để anh lấy cho. Em ngồi với mẹ đi. Cô đem đồ anh cất đi. Dạ. Ngồi đi. Từ khi nào chủ làm hết việc của người làm? Vậy người giúp việc làm gì đây? Đâu có gì đâu mẹ. Mấy chuyện này con làm cũng được mà. Con quen rồi. Mẹ uống nước đi. Quen? Mẹ có nghe nhầm không? Cậu ấm của Phạm Gia từ khi nào
quen với chuyện hầu hạ phục vụ người khác. Lúc ở bên Mỹ con cũng hay làm mấy chuyện này mà. Đâu có gì đâu mẹ, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mẹ không cần phải để ý đâu. Mẹ uống nước đi. Bà mẹ nè, sao đợt này mẹ về đột ngột vậy? Không nói con biết trước. Đột ngột? Sao gọi là đột ngột? Từ khi nào con coi mẹ là người dân vậy? Sao mẹ nói như vậy? Tự nhiên nói mẹ là người dân. Ba con mất, con không báo cho mẹ một tiếng. Thật sự thì ba mất con cũng không biết. Lúc con vừa mới về tới thì ba đã mất rồi. Lúc đó con nghĩ là mọi chuyện đã rồi, cho nên con không báo cho mẹ biết. Con sợ làm phiền mẹ. Làm phiền mẹ? Con là con trai của mẹ, ba con là chồng mẹ. Chồng mẹ mất, con không báo cho mẹ một tiếng. Như thế nào mới gọi là không phiền hả con? Con... thật ra cái lúc đó con cũng không biết là tại sao con lại xử lý như vậy nữa. Con xin lỗi mẹ. Còn cô An đâu? Đi lấy chồng rồi hả? Dạ không, cô ấy bỏ đi rồi. Bỏ đi? Dạ. Đúng là trong cái nhà này xảy ra quá nhiều chuyện mà mẹ không hề biết chuyện gì hết. Chẳng trách khi mẹ về đây, ngay cả cô giúp việc cũng không mở cửa cho mẹ vô. Mọi người biến mẹ thành người dưng từ khi nào vậy? Mọi chuyện nó không phải như vậy đâu. Câu chuyện nó dài dòng lắm. Có thời gian con sẽ kể cho mẹ nghe. Bản thân con cũng không nghĩ là con về Việt Nam lần này con lại ở tới bây giờ luôn. Đúng là nhà này xảy ra quá nhiều chuyện mà mẹ không biết. Ngay cả chuyện con trai cưng mẹ lấy vợ, mẹ cũng không hề biết. Chính ra nhà gái cũng dễ dãi quá hả? Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Ba vừa mới mất, tụi con chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, chứ không cần đám cưới. Nhưng con nghĩ cưới hay không nó không quan trọng. Quan trọng là tụi con hạnh phúc. Vậy con có coi sự tồn tại của mẹ trên cuộc đời này hay không? Tại sao mẹ lại nói như vậy? Tại vì lúc đó ba vừa mới mất, tụi con không tiện cưới. Vợ của con thì mới có thai, cho nên... mà thôi đi, con sẽ kể cho mẹ nghe chuyện này sau. Còn bây giờ thì... thôi mẹ mới về, mẹ lên nghỉ ngơi đi. Rồi con sẽ nói chuyện với mẹ vợ của con, rồi tổ chức một cái buổi tiệc, buổi ăn gia đình để cho tất cả mọi người gặp mặt nhau nha. Mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ phép lên trước. Em nè, lên phòng với anh. Con lên trước nha mẹ. Con xin phép mẹ. Ai đó? Mẹ đây. Mẹ vô đi mẹ, con không khóa cửa. Mẹ chưa ngủ hả? Chưa. Chắc có lẽ mẹ chưa quen giờ giấc ở đây nên chưa ngủ được. Còn con bé đó đâu rồi? Con bé nào mẹ? Còn con bé nào nữa? Mẹ nói vợ con hả? Cô ấy dẫn cháu về thăm ngoại rồi. Hồi chiều á, con có nói chuyện với mẹ vợ của con, là có nói là mẹ mới về. Con đang tính là ngày mai sẽ tổ chức một cái buổi cơm gia đình á, cho tất cả mọi người gặp mặt với nhau. Con có mời chú Lâm nữa đó. Nghe nói hồi đó là mẹ thân với chú Lâm đó, đúng không? Chuyện ăn uống với gia đình vợ con thì để tính sau. Cũng lâu rồi, họ cũng chưa gặp mặt mẹ. Cũng đâu có bữa ăn nào đâu. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Chắc bên đó họ cũng không cần biết gia đình con, ba mẹ sống như thế nào đâu. Chuyện quan trọng nhất á, là ngày mai mẹ muốn vô công ty. Con hẹn chú Lâm cho mẹ gặp. Tại vì mẹ có nhiều việc để trao đổi với chú. Bây giờ thì chú Lâm đang ở Sài Gòn để mà lo việc cho con.
Chắc là phải vài ba bữa nữa chú Lâm mới trở về. Thì khi nào mà chú Lâm về thì con sẽ báo cho mẹ biết. Hả? Con nghĩ là mẹ mới về á, mẹ nên nghỉ ngơi vài bữa cho khỏe. Rồi ngày mai con chở mẹ đi ra mộ thăm ba. Được không? Bây giờ nếu mà không có gì nữa thì mẹ về nghỉ ngơi nha. Con cũng buồn ngủ rồi. Không cần phải đuổi khéo mẹ đâu. Thôi mà, để con đưa mẹ về. Đi mẹ. Không hiểu sao gặp lại mẹ lần này mình cứ cảm thấy có gì đó không thoải mái. Sao tự nhiên mẹ lại đột ngột quay về? Mà lẽ ra gặp lại mẹ mình thì mình phải vui mới đúng chứ. Ủa bà, sao giờ này mà bà chưa ngủ nữa? Bà, bị lạ chỗ hả? Mà bà, từ lúc bà về tới giờ con thấy bà chưa có thắp nhang cho ông á. Tôi thắp nhang cho chồng tôi hay không, tôi phải đợi cô nhắc nhở. Tôi làm gì tôi cần phải báo cho cô biết hay sao? Muốn ở trong nhà này thì bớt nhiều chuyện lại. Thì con nói vậy thôi. Bà không thích thì thôi, con không nói nữa. Mà nè. Dạ. Cô có biết nhà vợ cậu chủ ở đâu không? Biết chứ, con qua hoài à. Mai đi với tôi qua đó. Đi với bà qua đó rồi à. Con có được gì không bà? Cô bị gì vậy? Cô ở nhà tôi. Tôi kêu cô đi với tôi mà cô đòi cô được cái gì? Ý cô là sao? Thì con là người giúp việc thiệt, nhưng mà hả, người trả lương cho con là cậu chủ chứ đâu phải bà đâu. Thôi không mấy, để ngày mai á con gọi cho cậu chủ, con hỏi cậu chủ coi nếu mà cậu chủ kêu con đi với bà thì con đi với bà, còn không thì thôi hen. Mình ăn cây nào thì mình rào cây đó chứ. Hồi đó ông chủ dạy con vậy á. Thôi con đi ngủ nghe bà. Dạ bà. Bà là... Là tôi đây. Ngạc nhiên lắm hả? Bà ngạc nhiên cũng phải. Mấy chục năm rồi, không ngờ chúng ta có ngày gặp lại nhau. Bất ngờ thật. Bà tới đây có chuyện gì? Sao tôi không tới đây được? Bao nhiêu năm không gặp lại, ghé thăm cố nhân không được sao? Không mời tôi ngồi hả? Kể ra bà cũng ghê gớm thật. Bằng mọi giá phải lọt vào nhà Phạm gia. Mẹ không được, con nhất định phải được. Cũng phải thôi. Bỏ lỡ thì tiếc. Tài sản gia đình Phạm gia nhiều quá mà. Nhưng đáng tiếc là tôi quay về đây rồi, mẹ con bà khó lòng mà tội nguyện lắm. Thành thật chia buồn nha. Bà im đi. Bà đến đây không nói được những gì tử tế thì mời bà về cho. Nhà tôi không tiếp khách những hạng người như bà.
Mẹ của một cô giáo mà nói chuyện với thông gia của mình như vậy khó coi lắm. Dù sao con gái bà cũng đang là con dâu của tôi. Bà đuổi thông gia của mình về như vậy có làm sao được. Trở lại, tôi cũng đâu muốn nói chuyện với bà. Tôi cũng muốn im lặng lắm. Nhưng mẹ con bà đâu để tôi im. Thôi được rồi, tôi ghé qua đây coi cuộc sống của bà như thế nào. Thấy bà sống như vậy thì cũng được. Chỉ tôi nhắc cho bà nhớ, đừng dòm ngó tới tài sản của Phạm gia. Tôi không để bà im đâu. Bà nghĩ ai cũng tham lam như bà sao? Biết sao được, lòng người khó đoán lắm. Tôi thành thật chia buồn với bà. Dù mẹ con tôi không muốn, nhưng một nửa tài sản của Phạm gia là của con gái tôi. Bà muốn hay không thì cũng không thể thay đổi được đâu. Chúng tôi chỉ lấy những gì vốn dĩ thuộc về chúng tôi thôi. Bà nên nhớ, tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của ông Phạm Quân. Cho dù con trai tôi nó có bị con gái bà mê hoặc, nhưng bên cạnh nó vẫn còn mẹ nó đây. Bà thông minh thì hãy nhớ, đừng bao giờ để chuyện hơn 20 mấy năm trước lặp lại một lần nữa. Ý bà là gì hả? Bà thông minh lắm mà. Nếu bà quên thì tôi nhắc cho nhớ. Mẹ con bà muốn sống yên ổn thì đừng bao giờ đụng tới bất kỳ thứ gì của gia đình Phạm gia khi tôi vẫn còn sống. Rõ chưa? Alo, con nghe nè mẹ. Vincent đâu hả con? Anh đang lái xe, sao vậy mẹ? Mẹ chỉ hỏi thăm thôi, không có gì. Con về nhà rồi gọi lại cho mẹ nha. Dạ. Con ở với mẹ con bên Mỹ nhiều năm rồi. Con rất hiểu tính mẹ. Lần này mẹ về Việt Nam chắc chắn là có lý do. Chú cũng nghĩ vậy. Nhưng chú chưa biết mục đích chính của bà ấy là gì. Mẹ con có gợi ý là muốn gặp chú. Con nghĩ có thể là do cái phần tài sản chung của ba mẹ. Nhưng trong bản di chúc của ba con để lại đâu có đề cập gì đến bà ấy. Nhưng ba mẹ con vẫn chưa ly hôn đúng không? Chưa. Chỉ còn bản di chúc. Bản di chúc hoàn toàn hợp lệ. Con cũng đừng quá lo xa. Cứ để xem bà ấy làm gì cái đã. Biết đâu bà ấy chỉ về thăm con, thăm lại quê hương sau những năm xa xứ. Chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, dễ hoang mang. Khu resort này là tâm huyết của ba con. Nó chắc chắn phải được giữ gìn và tiếp tục phát triển. Con không để bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến nó. Chú hiểu, đây không chỉ là tâm huyết của ba con mà còn cả của chú và chú Hải nữa. Chú Lâm, dù bất kỳ điều gì xảy ra, chú vẫn sẽ ủng hộ con chứ? Chú sẽ luôn ủng hộ con, cũng như đã ủng hộ ba con trước đây vậy. Con yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Con cảm ơn chú. Chào bà. Xin lỗi, tôi có đến trễ không vậy? Đối với tôi tới sớm hơn 10 phút, được gọi là đúng giờ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, bà vẫn không thay đổi gì cả. Anh muốn nói ở khía cạnh nào? Vincent nó giống bà hơn là giống ba nó. Đó chẳng phải là đức tính tốt hay sao? Thẳng thắn, quyết đoán là điều cần ở một người làm kinh doanh. Nhưng tham vọng quá thì không tốt.
biết đủ là đủ. Thấy hạnh phúc là hạnh phúc. Đừng tìm kiếm những gì không thuộc về mình. Cũng đừng ngưỡng mộ ai cả. Vì chính bản thân chúng ta cũng có người đang nhìn vào và ngưỡng mộ đó thôi. Vậy thì bây giờ tôi thẳng thắn với anh đây. Ngày xưa tôi không chọn lựa anh, đó là đúng. Nhưng tôi nghĩ bà chọn ông Quân cũng có đúng đâu. Bao nhiêu năm qua bà có thấy hạnh phúc không? Đối với anh, thế nào mới gọi là hạnh phúc? Đối với tôi, làm được điều mình mong muốn, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm. Đừng ai nói với tôi hạnh phúc của người mình yêu, đó là hạnh phúc của mình. Cao thượng lắm, tôi không làm được. Chính vì vậy, những gì tôi muốn bằng mọi giá tôi phải có được, đó là hạnh phúc của tôi. Bà uống đi. Đó là suy nghĩ, là quan điểm và cách sống của bà. Tôi không ý kiến. Chỉ cần bà hạnh phúc, bà vui là được. Tôi không đồng quan điểm với bà, nhưng tôi rất vui khi thấy bà vui. Tôi muốn hỏi anh câu này, anh có muốn trả lời thật lòng không? Bà cứ hỏi. Từ xưa giờ tôi chưa bao giờ không thực lòng với bà. Nếu được lựa chọn lại thì ngày xưa anh chọn tôi hay bà Hương? Xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo, chú nghe nè. Chú đang ở đâu vậy? Con có gì cần gặp chú. Con đang ở nhà chú đây. Đợi chú một tí, chú về liền. Dạ. Bình Sen vừa gọi điện thoại, có việc cần bàn luận với tôi gấp nên tôi phải về. Còn có chuyện gì nữa thì lần sau mình nói tiếp nha. Vincent, hẹn gặp anh gấp như vậy? Không phải ngày mai hai người có cuộc hẹn gặp nhau ở resort, không đợi đến ngày mai được hay sao? Hay là hai người có điều gì đó bí mật à? Bà vẫn như xưa. Tôi là luật sư của Vincent, luật sư của công ty, nên việc thảo luận công việc là chuyện bình thường mà. Tại sao bà lại nghĩ tôi có chuyện gì bí mật với Vincent chứ? Vincent là con trai của bà. Thôi, tôi đi trước đây. Có việc gì mà con tìm chú giờ này? Sao không để mai vào công ty? Vì là việc riêng, cho nên con không muốn đem giờ này làm việc. Việc riêng à? Dạ. Con nói đi. Chú nghĩ sao nếu con bán căn biệt thự? Con nói sao? Bán căn biệt thự à? Dạ. Tại sao? Con làm gì cũng có lý do chứ. Từ đó tới giờ, con làm gì cũng có lý do. Chú cũng biết rõ điều đó. Vậy con nói lý do chú xem sao. Con cũng thừa biết căn biệt thự đó là kỷ niệm của ba con. Hiện giờ thì con không thể nói được. Con giấu chú à? Dạ không. Không phải là con giấu, nhưng mà đến thời điểm thích hợp con sẽ nói. Còn bây giờ khi con gặp chú là con cần chú giúp con làm thủ tục mua bán căn biệt thự. Căn biệt thự đó không thể bán được. Đó là căn nhà, là kỷ niệm của ba con. Ba con không bao giờ đồng ý bán căn biệt thự đó. Nhưng ba con đã mất mấy năm rồi chú. Chú nghĩ con không có lý do để bán căn biệt thự đó. Tiền thì con không thiếu. Mẹ con thì mới về Việt Nam, bà ta cũng phải ở đó chứ. Ba con mất thì còn mẹ con.
Con vẫn quyết định là sẽ bán cái biệt thự đó. Con mong là chú vẫn sẽ ủng hộ con. Con về đi. À, nếu Chiến có ngày về, chú cho con gửi lời thăm nha. Ôi trời chú. Tại sao Vincent có thể giống ông Quân đến như vậy? Ông ơi, xin ông hãy che chở và bảo vệ con gái mình nhân ông. Tôi có linh cảm con gái mình gặp điều gì đó không tốt. Giờ tôi chỉ còn mỗi một mình nó là người thân duy nhất. Nếu nó có bệnh hệ gì, tôi sống không nổi đâu ông. Ông đã bỏ tôi thì nó còn nằm trên tay tôi. Bao nhiêu tình yêu thương tôi dành hết cho nó. Ông linh thiêng thì ông bảo vệ và che chở cho con nha ông. Anh Quân nè, thằng Vincent nó rất giống tính anh. Muốn làm gì là làm, không ai cản được. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tâm niệm của anh trong khả năng của tôi. Nếu lỡ có điều gì không mong muốn xảy ra thì tôi cũng mong anh thông cảm. Đừng buồn, đừng trách tôi nghe. Trong ba đứa, tôi, anh Hải, thì anh là người giỏi nhất. Giá như ngày đó Hương nó chọn anh để gắn bó cuộc đời thì bi kịch này có lẽ đã không xảy ra. Chuyện hôm trước mình nói với cậu, cậu tiến hành chưa? Chuyện gì? Cổ phần của resort. Nhưng mà làm như vậy có ác với Hải quá không? Dù gì cậu ấy cũng là bạn của mình, với lại Hải rất là hiền nữa. Trong làm ăn không có chỗ cho người hiền lành. Thương trường không phải là cửa Phật. Muốn thành công thì phải thông minh, lạnh lùng, nhạy bén và quyết đoán. Nhưng mà Hải vì tin tưởng mình cho nên mới giao căn biệt thự đó cho mình làm ăn. Quân à, có thể nào chừa cho Hải một con đường lùi được không? Coi như mình làm như vậy là vì Hương. Mình rất là rõ ràng, tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Mình phân định rất là rõ chuyện nào là chuyện đó. Trong làm ăn không thể nhân nhượng được. Nếu ngày hôm nay Hải không mất tài sản vào tay của mình thì cậu ấy cũng sẽ mất vào tay của người khác. Bởi vì bản thân của cậu ấy không biết làm gì ngoài chuyện bỏ tiền ra thì hỏi tại sao lại không mất. Nếu muốn tốt cho Hải, hãy cho cậu ấy một bài học. Nhưng mà cậu nên nhớ, Hải vì tin tưởng mình cho nên mới giao căn biệt thự cho mình làm ăn. Sống ở trên đời, chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá dội là một cái ngu.
không ai rảnh để đi làm cho cô ấy hưởng, rồi suốt ngày chỉ biết lo yêu đương. Có phải cậu đang ghen với Hải đúng không? Lâm, cậu nghĩ đi. Với địa vị và tất cả những gì mình đang có, nếu mình muốn thì Hương có thoát khỏi tay mình không? Mình chỉ muốn chứng minh một điều: không chọn mình là một sai lầm của cô ấy. Nhưng... không nhân nữa, mình đã quyết rồi. Mình chỉ làm đúng luật thương trường thôi. Cậu là luật sư, cậu hiểu mà. Cậu không sai, nhưng lại quá lạnh lùng. Vì Vincent nó quá giống anh nên tôi sợ nó như anh. Nếu anh linh thiêng thì giúp tôi cản những việc không nên làm của Vincent lại. Căn biệt thự đó không được bán, nhất định phải giữ căn biệt thự đó. Dân ơi, thằng Vincent đâu con? Cháu của mẹ đâu? Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ ngồi đi. Siro được ba với bà nội ra đón đi chơi rồi. Trời, sao con không đi chung mà con để Siro đi một mình vậy? Mẹ này, Siro đi với ba với bà nội chứ không phải người xa lạ đâu. Với lại một chút nữa con còn phải đi dạy. Hôm nay mẹ sao á? Mẹ có chuyện muốn nói với con. Mẹ con mình rời Đà Lạt một thời gian đi con. Sao tự nhiên rời Đà Lạt? Cứ nghe lời mẹ, con không cần phải hỏi gì hết. Sao tự nhiên đang yên đang lành mẹ kêu con rời khỏi Đà Lạt? Còn Vincent thì sao? Rồi công việc của con nữa, nhà cửa tụi con đang ở đây, bây giờ đi thì biết đi đâu mẹ? Thì tạm thời sau một thời gian, đi đâu cũng được, con dạy trường khác cũng được mà. Vậy sao được mẹ? Tự nhiên con không biết đầu đuôi câu chuyện sao hết. Mẹ kêu con rời khỏi Đà Lạt, rời khỏi Vincent. Rồi Siro sao? Nó đâu thể nào sống xa ba nó được. Từ nhỏ con đã không có ba rồi, con rất là khao khát tình yêu thương của ba. Với lại Vincent đâu có làm gì sai với mình, con không bỏ Vincent để đi được đâu. Mẹ biết, chỉ là tạm thời xa một thời gian thôi. Nghe lời mẹ đi con. Nhưng mà mẹ phải cho con biết chuyện gì. Con đâu thể mà đi theo mẹ không biết nguyên nhân được. Thì bây giờ con cứ nghe lời mẹ, không cần phải hỏi gì hết, mẹ sẽ kể sau. Mẹ vô lý quá. Tự nhiên con đang sống yên ổn bình thường, công việc đang tốt, con còn biết bao nhiêu việc phải làm, đâu thể nói đi là đi được mẹ. Mẹ nói ngay lúc này mẹ sợ con không hiểu đâu. Con cứ nghe lời mẹ. Con mà ở lại đây á, mẹ sợ con gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm? Sao lại gặp nguy hiểm mẹ? Mẹ chỉ linh cảm vậy thôi. Mẹ ơi, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Tự nhiên bây giờ vì cái linh cảm của mẹ mà mẹ bắt gia đình con phải sống mỗi người một nơi. Sao con nghe lời mẹ được? Cái linh cảm này nó giống như mấy chục năm về trước vậy. Lúc mà con rời khỏi nhà đến công ty họp, mẹ cũng có cái linh cảm không hay. Ba con rời khỏi nhà, đó cũng là lần cuối cùng mẹ với con gặp ba. Mẹ không lo cho mẹ, cuộc đời mẹ như vậy là an yên rồi. Nhưng mẹ lo cho con và Siro. Mẹ ơi, con chỉ là một giáo viên rất là bình thường. Công việc của con không gây thù chuốc oán với ai hết, thì mẹ lo cái gì? Cuộc sống không phải đơn giản như mình nghĩ vậy đâu con. Mình không hận thù, không gây gổ với ai, nhưng không có nghĩa là người ta không để ý tới mình. Mẹ nói vậy là ý gì? Con à, thật sự mẹ không vui khi con thừa hưởng một nửa gia tài của gia đình Phạm gia. Người ta không để yên cho gia đình mình đâu. Bao nhiêu năm qua người ta không đá đồng, chỉ là chưa đến thời điểm. Giờ mẹ Vincent về rồi, con suy nghĩ đi. Con thấy người lớn sao phức tạp quá.
vô duyên vô cớ con thừa hưởng một nửa tài sản của Phạm gia, làm cho họ không hài lòng, con biết. Nhưng mà bây giờ á, con đã là vợ của Vincent, là dâu của Phạm gia, tụi con còn có chung với nhau Siro nữa. Con nghĩ bây giờ tiền của ai cũng đâu còn quan trọng nữa. Nếu như mẹ Vincent muốn lấy lại một nửa gia tài đó, con sẵn sàng đưa. Con chỉ cần mỗi Vincent thôi. Vì với con, Vincent là tất cả. Nếu mà vì gia tài để mà phải xa người thân của mình, xa những người mình thương yêu, con không làm được đâu. Nếu con nói như vậy, mẹ sẽ ở lại. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Có gì thì nói cho mẹ biết, chúng ta cùng tính. Mẹ yên tâm đi, có chuyện gì con sẽ nói với mẹ liền. Với lại Vincent sẽ luôn bảo vệ con trong mọi hoàn cảnh. Con tin Vincent nên mẹ tin con nha. Có chuyện gì mà không nói ở nhà? Con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Con không muốn anh Vincent biết điều này. Chuyện gì? Dạ, chuyện về tài sản. Tài sản? Tài sản gì? Chắc mẹ cũng biết là con được thừa hưởng một nửa tài sản của Phạm gia. Tôi không quan tâm tới chuyện đó, và cô cũng sẽ không bao giờ đạt được mục đích đó. Tài sản của Phạm gia không phải muốn thừa hưởng là thừa hưởng. Chỉ có mẹ con cô ngây thơ tin vào chuyện này thôi. Dạ, con cũng không để ý đến 1/2 tài sản đó đâu, nên con sẵn sàng trả lại hết. Con chỉ muốn sống bình yên bên chồng con của mình thôi. Với lại dù gì đi nữa, Siro cũng là cháu nội của mẹ. Vậy thì cô hẹn tôi ra nói chuyện này để làm gì? Con không muốn mẹ hiểu sai về con. Với lại con không muốn Vincent phải khó xử giữa mẹ với con. Con muốn xem mẹ cũng như là mẹ ruột của mình. Tôi không quen nghe những câu này. Tôi cảm thấy nó sáo rỗng. Tôi không biết vì lý do gì cô hẹn tôi ra nói những điều này. Cô không biết gì cả, nên chuyện hôm nay nó thừa thải lắm. Tôi hy vọng từ nay về sau, cô yên phận ở nhà, lo cho chồng, lo cho con, và đừng bao giờ can thiệp vào những chuyện ngoài tầm giới của mình. Tôi có việc phải đi trước. Thằng bé nó dễ thương lắm. Khi tình yêu bắt đầu là bao ước mơ viết nên câu chuyện, đôi uyên ương lứa giữa khu vườn ngập tràn hoa đăng sớm mai. Những thời gian mãi trôi, có hay ngày mình chia hai lối. Bước vội vàng lên con dốc cuộc đời, ngờ đâu trái tim chơi vơi. Tìm về nơi người bên tôi, làm sao xóa hết đi vết thương lòng. Là nhân duyên ngang trái xót xa khiến tâm can, là chọn sai hay đúng lại càng đau. Vì tình bình yên.
Tìm về nơi người bên tôi, làm sao xóa hết đi vết thương lòng. Là nhân duyên ngang trái xót xa khiến tâm cần, lựa chọn sai hay đúng lại càng đau. Vì tình yêu chẳng nên hứa, một khi ta hứa ra có thể quên. Còn người yêu thương ta vẫn nhớ cả một đời, đành buông tay giải thoát để lòng ta được bình yên.